Hello anh em nhá. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em một bộ cua hình trị giá 27 triệu tròn. Đồng bộ chính hãng thương hiệu của lưới Agotic với dàn máy 3 thớt rất là gọn nhẹ và loa thì cũng rất là khủng khiếp luôn anh em nhá. Với bộ cua hình 27 triệu ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu chi tiết tới tất cả anh em những thiết bị trong bộ cua hình này. Đầu tiên đó là về phần loa thì sẽ sử dụng loa lưới Agotic lắc 12. Sử dụng một cặp loa full bass 30 từ 109, coi 76, check 450, sơn sần cát, thùng vát cân, lỗ thông hơi vào đằng sau. Đã đủ cho anh em biết về những cặp loa này rồi đúng không ạ? Cặp loa này với mức giá 10 triệu đồng trên một cặp. Một trong những cặp loa đánh giá cho anh em về phân khúc 10 triệu đồng, chắc ít có những cặp loa nào có được với cái chất âm của nó như vậy. Bass từ 109 dã mạnh như bom luôn anh em nhá. Với những cặp loa này thì phòng 20 đến 25 mét vuông anh em cũng không cần phải thêm súp, mà chỉ cần một cặp này thôi nó có thể đảm nhiệm được cho anh em tiếng trầm rất tốt anh em nhá. Rất tốt. Với công suất 450 W trên một thùng, cực kỳ ổn áp cho anh em chơi phòng karaoke gia đình. Bass 30 anh em nhá. Rất lợi hại từ 109 qua 76 check 450. Em xin nhắc lại giá 10 triệu đồng trên một cặp. Và tiếp theo, để bổ trợ thêm phần súp mà anh em muốn chơi remix mạnh mẽ hơn với phòng diện tích lớn hơn thì anh em có thể sử dụng những chiếc súp hơi Bass 40 này. Từ 220 coi 100 và với cái mẫu thiết kế nó rất là gọn ở đây anh em nhé. Rất là gọn với cái mẫu thiết kế này. Ê căng thì nó làm bên trong thành thùng này. Ok chưa? Nhìn cái thiết kế nó rất là vuông vức, nhìn nó rất đẹp, rất gọn anh em nhé. Em lắp đặt cho rất nhiều anh em rồi. Khi mang tới những chiếc súp này, anh em kêu sao nó lại đẹp vậy? Nó rất là nhỏ gọn. Đến lúc phát ra tiếng, ô sao nó lại hay thế, đánh súp nó lại lực vậy. Không thể nào có từ nào diễn tả nổi về cái con súp 40 này cho anh em cùng nghe, cùng đánh giá qua rất nhiều anh em rồi. Từ 220 qua 100, thiết kế rất đẹp, vuông vức, gọn anh em nhá. 6 triệu 500 nghìn đồng trên một chiếc. Em có báo giá chi tiết để cho anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp anh em nhá. Và mua lẻ những thiết bị em báo giá công khai cho anh em luôn. Kể cả anh em mua bộ dàn, anh em cũng thể cộng với các cái mức giá này lại để cho anh em thể biết được là cái giá là bao nhiêu anh em nhá. 6 triệu 500 nghìn đồng trên một chiếc loa súp Bass 40 từ 220 qua 100. Và tiếp theo, về tới dàn máy thì cũng không hề kém cạnh với những dòng loa. Để đánh được một cặp loa và một chiếc súp hơi như vậy, em sử dụng cục đẩy công suất AH450i, công suất 500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. 1-2 là đánh loa lắc 12, 3-4 chập bridge để đánh ra hết chất một chiếc súp hơi Bass 40 này anh em nhá. Quá ổn áp và con này nó sử dụng nguồn xung lên cái công suất của nó. Nó đưa ra chuẩn cho anh em 500W, như vậy đánh quá là ok với phòng karaoke gia đình. Và với những cặp loa như vậy, súp như vậy thì con AH450i này không thể nào làm khó được nó. Rất mỏng, nó chỉ mỏng vào một chiếc vang thôi và cân nặng chỉ tới 10kg thôi anh em nhá. Nó quá là mỏng, nó quá là gọn, nó quá là nhẹ cho anh em chơi một con đẩy AH450i. 4 triệu 600 nghìn đồng anh em nhá, cho một con đẩy. Cực kỳ ổn áp rồi, đúng không ạ? Không có gì. Mỏng bằng một con vang số, bằng một bộ micro để cho anh em có thể sử dụng. Và tiếp theo, đó là một chiếc vang số lưới Agotic lưới 8. Một dòng vang số mà có hai đường mic riêng biệt anh em nhá. Hai đường mic riêng biệt này nó sẽ chỉnh cho anh em hai tiếng mic khác nhau về phần effect anh em nhá. Kể cả EQ nó cũng khác nhau. Có thể cài đặt một mic nam, một mic nữ, một mic echo, một mic reverb hoặc là những cái chế độ yêu thích của anh em để cho anh em thể sử dụng mic A, mic B. Sẽ là hai đường mic riêng biệt. Ok chưa? Hai đường mic riêng biệt anh em nhá. Chỉnh được cái EQ, chỉnh được cả echo reverb riêng biệt độc lập cho anh em. 3 triệu 300 nghìn đồng và không thiếu được những cái chức năng cổng đầu vào hỗ trợ cho anh em cổng quang, Bluetooth, USB, quá đủ rồi đúng không ạ? Có khiển remote đi kèm cho anh em, 3 triệu 300 nghìn đồng thôi, đúng không ạ? Cuối cùng trong bộ cua hình này sẽ là một bộ micro lưới U705-25A. Về cái thiết kế của bộ cua hình này thì em sẽ chọn những dòng mic nó sẽ có tai như này để nó sẽ thẳng với bộ cua hình, nhìn nó sẽ được đẹp hơn anh em nhá. Ok chưa? Vừa tạo được tính thẩm mỹ, vừa tạo ra được những chất karaoke cho anh em có thể nghe. 705-25 mã, 2 triệu 600 nghìn đồng. Con này thì có cảm biến tự ngắt này, có giò song sạch anh em nhá, có giò song sạch này. Ok chưa? Giò song sạch tự ngắt đầy đủ cho anh em.
không thiếu cái chức năng gì anh em nhé. Đấy, đang giò sóng sạch này. Đấy, giò sóng sạch tự ngắt đầy đủ cho anh em luôn, tránh trùng sóng, tạp nhiễu sóng anh em nhé. 2.600.000 đồng. Đấy, và với bộ cô hình combo này, 3 thớt thiết bị dàn máy, 1 chiếc súp hơi và 1 đôi loa full bass 30 rất mạnh mẽ, 27 triệu đồng tròn. Anh em có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhé. Cấu hình này thì cũng khá là mạnh, khá là áp lực cho anh em chơi phòng karaoke gia đình để anh em thể sử dụng và lựa chọn. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip vào sau anh em nhé. Từng kỷ niệm đánh với đi, lòng mình quấy xa, sao không mặt người ơi. Chẳng biết con đây đâu rồi, ngăn lại phương trời. Thật mình tình không mong ta, cho đời.